Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK và bản cập nhật mới 1.145 các bạn đã cập nhật bên server test. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về cái bản cập nhật này. Một trong những cái thông tin vô cùng quan trọng mà các bạn cực kỳ lưu tâm đối với bản cập nhật mới 1.145. Nó là gì các bạn? Đó chính là cái con tướng hệ rồng mới, con tướng long tộc mới các bạn ha. Đây, đây là một trong những con tướng Long tộc mới và đây là cái con uh, tướng support các bạn nói. nó sẽ bột rất nhiều cho cái con Winet. Tướng Long tộc mới của chúng ta mang tên là người bảo hộ trật tự melin và đây là một tướng thuộc uh, lớp tướng phép thuật. Đây là một con tướng support và vai trò chính của vị tướng này là khống chế. Bây giờ thì chúng ta cùng xem qua những kỹ năng của cái vị tướng support này nha. Rồi mình sẽ để tốc độ chậm để các bạn cùng xem nè Đó có những cái bùa xung quanh các bạn Và nó sử dụng bùa để dán thẳng mặt những cái con tướng bên kia Và đây là chiêu nổ các bạn Chiêu nổ của vị tướng này sẽ biến hai cái hàng bùa từ hai bên Ép vào chính giữa Và cuối cùng nó sẽ ép đối phương thành Thành một cái đường thẳng các bạn Và vô tình cái đường thẳng này nó lại phù hợp với cái đoạn bánh của con Wynet các bạn ha Đó đây là cái đặc trưng của cái con sập bột mới một là nó nó sử dụng bùa nó tung ra một cái vùng bùa dưới dưới chân và có một cái bùa bảo hộ bao quanh đồng minh và chính bản thân của con tướng này ở dưới đó có những cái vùng bùa kiểu bạn khi đi vào trong vùng này các bạn thấy trên đầu những con tướng kia nó có cái cái gì các bạn những cái ấn uh, ở trên đầu ha đây bạn nhìn ha và vai trò chính con này là khống chế nha và vì đây là một con tướng long tộc nó có sát thương long ngôn nên các bạn nhìn nó nổ sát thương long ngôn vẫn rất thốn các bạn nhỉ? vẫn siêu thốn nè cái cái kết hợp của cái con tướng long tộc mới này nó là gì nó sẽ là phối hợp với con quay nét các bạn các bạn nhìn nó phối hợp này con tướng long tộc mới của chúng ta nó sẽ ban bùa và bảo vệ cho con người quay và cái chiêu nổ của con này nó vô tình nó sẽ khép gấp đối phương thành một đường thẳng rất phù hợp với cái chiêu rạng bánh của quay Winnet các bạn rất phù hợp với cái chiều rảnh bánh của con quay này nha đây chị chị đẹp nhà chúng ta làm một hạt thì đi luôn cả đám và đây là ngoại hình vị tướng này và đây là chân dung các bạn chân dung vị tướng này người bảo hộ trật tự Melin và tất nhiên khi chúng ta đã có thêm một con tướng long tộc mới thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể cho con tướng này vào chỗ chỗ này đây bạn ha đây là một vị tướng thường chứ không phải là một con long tộc tôn quý ha. Đây sẽ làm một con tưởng thường thôi các bạn và trong đền Long Tâm. Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể set cái con tưởng kia vào. Ồ, chúng ta có tiếp tế long tộc. Các bạn có thể mua vé long tộc một đống cái gói uh, mua vé long tộc ở đây các bạn và chúng ta được tặng free một vé nè. Được tặng free một vé nè, bên này là những cái gói chúng ta có thể mua. Đây là cái cái chức năng mới các bạn, chức năng mới. OK quay lại cái con uh, tướng Long tộc mới của chúng ta Merlin thì để để xem thử cái bộ kỹ năng của con này OK chưa rồi chi tiết bộ kỹ năng con tướng này thì mình sẽ làm video sau đi các bạn mình sẽ làm video sau đi về các bản vị tướng Long tộc mới này của chúng ta các bạn thì cái chiêu nổ nó sẽ là mang nặng không chế nó sẽ có một cái chiêu là năng lượng năng năng lượng thụ động này bút rất là nhiều các bạn tấn công cơ bản tăng 2 điểm rồi nói chung là con này là một trong những con tướng vừa bút vừa CC đối phương ha. <laughs> nhìn nhìn tạo hình cũng rất gì về này nọ các bạn, rất gì về này, này, nọ nha. Đây, bút cho đồng minh thả cái vùng này, bộ kỹ năng này xoay quanh ba kỹ năng này thôi. Bút một là bút cho đồng minh, hai là thả cái vùng quần bùi dưới chân và ba là cái chịu nổ ép đối phương lại thành một cái đường thẳng các bạn để đánh thử thử ở đây thì mình sẽ không cho cái một cái con tướng quá mạnh như con quay nét vào này tại vì con này nó khạc một phát là coi như xong rồi các bạn chúng ta sẽ cho một con tướng thường hơn để xem con này nó quẩy trong giao tranh như thế nào các bạn nha Ồ, oh, bản chất vẫn là một con tướng support nó tới ngưỡng máu tử nó có cái cái khả năng miễn nhiễm sát thương kìa các bạn con tướng này rơi vào ngưỡng máu tử vẫn miễn nhiễm sát thương được kìa vậy là khá ngon đó các bạn rơi vào ngưỡng máu tử có cái chiêu miễn nhiễm sát thương kìa đó nó bị con Elrin áp sát và nó được miễn nhiễm sát thương sau đó hồi được gần 50 trăm máu các bạn gần hồi được 50 máu và sau đó thì hồi full luôn cũng được quá chứ các bạn ha và cái chiêu nổ của con này nó dồn đối phương lại thành một cái đường thẳng các bạn ép đối phương lại ha và xu thế nó sẽ tạo thành một cái đường thẳng. Trên một đường thẳng ha, có lợi cho những con tướng mà có những đòn đánh xuyên trên một đường thẳng như là con nét chẳng hạn. Rồi, tiếp tục nó sẽ nổ này. Đó nó sẽ tạo hai vụ ở bên ép đối phương lại. Đó bây giờ nó thành một đường thẳng luôn rồi. Năm cái địch đối phương đang bốn cái địch đối phương hiện tại đang xếp trên một cái đường thẳng luôn các bạn, trên một đường thẳng luôn. các bạn nhìn à, dưới dưới cái thanh máu của con này nó có tới mấy cái thanh khác nữa kìa các bạn một cái thanh kia có vẻ như là thanh bùa các bạn thấy mỗi đoạn đánh thường của nó nó cộng 3 cộng 3 đó các bạn và có một cái thanh bên dưới nữa kìa rồi vì đây là một con tướng sụp bọt bút không chế là chính do đó thì cái lượng đam của nó nó vẫn có một tí đam lông ngôn các bạn nhưng mà không không đáng kể ha nó có một tí đam lông ngôn nha một tí đam lông ngôn thì nhưng mà vẫn không đáng kể các bạn chủ yếu là vai trò là support là chính các bạn nghĩ sao về vị tướng mới long tộc này các bạn người bảo hộ trật tự Melin thì video sau thì mình sẽ giới thiệu chi tiết bộ kỹ năng của con tướng này nha video này thì chúng ta sẽ cùng xem nhanh qua cái con tướng này thôi rồi về bản cập nhật mới 1.145 thì một trong những thông tin mà mình biết rất là nhiều người mong chờ đó là về bộ sưu tập so với các bạn luôn đây hiện tại đang là một trong những cái thông tin mà chúng ta mong chờ nhất 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 luôn các bạn rất mong chờ đối với cái thông tin này thông tin liên quan tới bộ sưu tập đây 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 là thông tin mà các bạn siêu mong chờ đối với bộ sưu tập Ồ. đối với mỗi đồ đàn huyền thoại mà các bạn đã dùng đối với mỗi đồ đàn huyền thoại mà các bạn đã dùng thì bộ sưu tập đó các bạn có thể được add thêm tướng nữa các bạn đây ví dụ như chúng ta có cái món này chúng ta áp được thay vì một con chúng ta cho được cùng lúc hai con này đó cái món này thay vì một con chúng ta cho cùng lúc được thêm vài con này chúng ta có món pháp sư nè hai sao nè, các bạn có thể áp thêm Belinda chúng ta sẽ add thêm Hewin rất ngon các bạn như vậy thì áp lực để các bạn tìm full bộ sưu tập để áp cho từng con tướng nó đã không còn nữa rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm những bộ sưu tập siêu ngon để áp cho tướng thôi tối đa thì chúng ta có tới bao nhiêu các bạn ở đây thì dùng 4 trên 10 vật thổ kỳ lạ huyền thoại để mở khó ô tiếp để mở khó ô tiếp theo tức là các bạn đã tiêu bao nhiêu cái vật tổ cho cái bộ sưu tập này thì nó sẽ cho các bạn cho các bạn được bao nhiêu ô thì đa phần chúng ta dùng ba vật tổ thì chúng ta sẽ có ba ô các bạn. Ba vật tổ huyền thoại thì chúng ta sẽ có ba ô. Và và các bạn chúng ta dùng chúng ta muốn tăng thêm cái vật tổ. Chúng ta muốn tăng thêm thì chúng ta sẽ làm cách nào? Chúng ta muốn tăng thêm thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ dùng những cái vật tổ đó để chúng ta Sorry các bạn, chúng ta sẽ dùng những bộ sưu tập đó để chúng ta đi lại một lần nữa các bạn chúng ta đi lại một lần nữa vào đây là cái quà đền bù nè. chúng ta sẽ có quà đền bù liên quan tới bộ sưu tập Ô, oh, sự kiện đảo vàng à, mình áp đã đời luôn mình không lấy các bạn su cung mình đang full ở bên này Ok, cái cái đó cái hình như là cái đó nó chưa 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 cập nhật rồi các bạn. Cái đó nó chưa cập nhật rồi, cái đồ mà để chúng ta cái đồ mà để chúng ta có thể chỉnh sửa lại bộ sưu tập các bạn. Nó chưa có hiển thị đây để chúng ta có thể dùng và chỉnh sửa bộ sưu tập ha. Sau khi chỉnh sửa thì chúng ta dùng thêm dùng thêm thì chúng ta sẽ có thêm slot, slot tướng cho từng bộ sưu tập các bạn. Như vậy là quá ngon rồi các bạn ha. Đây quá xịn quá xịn sờ luôn như vậy thì tối thiểu bây giờ khi mà mới vừa cập nhật thì mỗi bộ sưu tập các bạn áp được ba con tướng mà tối đa lên tới 8 con tướng trong một bộ sưu tập luôn nha như vậy thì chúng ta sẽ tập trung những bộ sưu tập xịn sò rồi các bạn liên tục update cho bộ sưu tập đó để có một bộ sưu tập xịn nhất để các bạn có thể dùng một lần cho tất cả bao nhiêu tướng các bạn chúng ta sẽ dùng một lần cho tất cả một một bộ sưu tập dùng được cho 8 tướng do đó thì chúng ta tập trung thay vì trước kia là chúng ta sẽ Tìm một bộ sưu tập cho một tướng. Và chúng ta sẽ làm một bộ sưu tập xịn nhất cho tám tướng. À bốn 4... à sắp tới thì chúng ta thậm chí chúng ta còn có thêm bộ sưu tập mới nữa các bạn. Chúng ta sẽ có thêm hình như là thêm hai bộ sưu tập mới nữa. Bản cập nhật này nó chưa giới thiệu rồi, chúng ta còn cái hai bộ sưu tập mới nữa nha. Ok rồi, thì uh, trên đây thì mình vừa review cho các bạn cái con tướng lông tộc mới là một con support cũng khá là gì này nọ các bạn ha, may lên. cùng với đó là những cái tính năng mới của bộ sưu tập. rồi các bạn nghĩ sao về vị tướng sập bột mới cũng như là những cái thay đổi tích cực của bộ sưu tập các bạn thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video. chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. nếu các bạn thấy hay đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới như là ủng hộ kênh nha. chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. bye bye.